Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGov từ dự án Fallancy Hit nha các bạn. Chương trình iGov này thì mình đã check qua trên website của nó là nó có tổng cung nó là 30 triệu token nha các bạn. iGov nè, trong hiện tại nó trong chương trình bán hàng VSL là 12 triệu từ 12 ngàn token nha các bạn. Thì con này nó có gạo map nè các bạn. Và nó có balance là Lissan, Uniswap, Hobbit, Bobbit còn thì đơn các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn lấy phần link mô tả mình để chat cho bot các bạn. Mình check website này độ rồi cũng ấy lắm rồi bấm nút start các bạn. Còn chuyện về hay là không mình cũng không biết được các bạn. Còn V7A3E thì sau này nó có thông tin gì nó tự phân phối hay là nó có cái gì thì mình sẽ cập nhật video sau cho tất cả các bạn. Thì con này nó nói sau khi nó bán hết chương trình email nó sẽ thông báo trên trang trader nó cho các bạn group các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn cũng join kênh group kênh seller nữa bạn. Các bạn nhận hai tập cần này của khoảng 60 đô ạ. Các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn join dần các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel nữa các bạn. Các bạn join dần nữa. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow theo world và request nha các bạn. Mình cũng check những cái dự án có trên tờ web kỹ cho tất cả anh em lắm. Tại vì chương trình iGov nó chưa kết thúc nên tôi cần những dự án mình làm chưa về cho tất cả anh em. Có đôi lúc dự án nó kêu mình nạp phí này nọ rồi. Mà tất cả anh em lưu ý nha, tất cả anh em theo dõi nè. Những dự án nào anh em coi trên phân phối, có những cộng đồng, những người ta phân phối, người ta bắt up lên thì các bạn hãy nạp cút nha các bạn. Còn không có thì các bạn đừng có nạp phí ra các bạn để mắc phía rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn chat bấm vào continue các bạn. Rồi các bạn nó hỏi các bạn có join kênh group kênh seller không thì các bạn cũng kiểm tra lên cái các bạn. Đôi khi nó dăng ra. Rồi bấm I donate các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có follow Twitter không, các bạn bấm I follow các bạn. Rồi nó hỏi có gì đi cho mình bot không, các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái địa chỉ username theo world các bạn. Các bạn mở trang trader của mình ra rồi các bạn vào trang cá nhân các bạn sẽ gặp username của bạn cộng Ngọc Anh các bạn. Nhưng bạn nào mà giờ username mà không biết nữa thì thôi rồi kiếm tiền trên mạng làm gì nữa. Rồi các bạn điền địa chỉ với xe mới với chocolate mới sell wallet các bạn. Các bạn mở cái địa chỉ với chocolate ra nè. Rồi các bạn copy đi hát nha các bạn. Rồi các bạn trả lời con bot nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Mọi người cho bot nè. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép mình chia sẻ cho mọi người. Bấm vào balance để comment có nhận tục cần. Mình đã nhận hai tục cần các bạn. Bấm vào refer lấy link ghép chia sẻ bạn bè và người thân nè. Rồi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.